ngoại xách chiếc xe riêng chở tôi ra ngoài thị trấn, đem giấy tờ theo làm căn cứ công dân và sáng mua ba cái hạt giống đêm về. À, cũng rất lâu nha, tôi hỏng ra đứng thị thành, trời đất quỷ thần ở đường xá bây giờ, ôi đất thênh thang rộng mở, nhà cửa gì mà họ xây thiệt là cao nha. Xe cổ bon chen chặt nít như bánh canh, người đâu mà nó đông như là kiến cỏ vậy đó. Hai bên đường rậm trời áp thích ba nôn, quang xa cửa hàng dù là bắt mắt. Sao